cacdano.vn dịch tóm tắt video số 870 Wyoming Tiber Coin. Những bất cập trong quá trình triển khai. Dưới đây là tóm tắt video của Hockinson chia sẻ về sự việc Tiber Coin của bang Wyoming. Gần 2 năm trước, bang Wyoming đã thông qua một đạo luật với nhiều kỳ vọng về việc phát triển một Tiber Coin do bang phát hành, nhằm thúc đẩy hệ sinh thái blockchain và mang lại nguồn doanh thu đáng kể. Tuy nhiên, quá trình triển khai lại gặp nhiều tranh cãi, làm dấy lên lo ngại từ các chuyên gia trong ngành và cộng đồng blockchain. Lịch sử và tiềm năng. Năm 2021, Wyoming thông qua một dự luật nhằm tạo ra một Tiber Coin được hỗ trợ bởi tài sản. Đạo luật này được kỳ vọng sẽ giúp bang dẫn đầu trong lĩnh vực blockchain, đồng thời tạo thêm việc làm và xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao. Dự án này nhận được sự hỗ trợ từ nhiều bên, bao gồm cả Input Output Global, IOG, đơn vị phát triển nền tảng Cardano. IOG đã tham gia vào các cuộc họp và tư vấn kéo dài hơn một năm rưỡi, đề xuất các tiêu chuẩn công nghệ, cơ chế phát hành và quy định tuân thủ. Mục tiêu là tạo ra một Tiber Coin đa chuỗi, cạnh tranh với các đối thủ lớn như Tether và Circle. Nhưng mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Những vấn đề trong triển khai. Một, quy trình thiếu minh bạch. Một giám đốc điều hành được bổ nhiệm từ hệ sinh thái Ethereum đã đề xuất phát hành Tiber Coin trên nền tảng Ethereum, đi ngược lại mục tiêu ban đầu là đa chuỗi. Ban chỉ đạo quyết định tự xây dựng các tiêu chí đánh giá mà không công khai hoặc cho phép phản biện. Điều này khiến các Cardano và hơn 29.900 blockchain khác bị loại trừ mà không có cơ hội chứng minh năng lực. Hai, thiếu cơ hội công bằng. Các bên liên quan như IOG không cần phải được cho phép tham gia vào quy trình mời thầu, trái ngược với cam kết ban đầu. Shelly Hockinson, nhà sáng lập Cardano, nhấn mạnh rằng điều này vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng và quy định của bang Wyoming, dẫn đến bất mãn từ nhiều nhà lập pháp. 3. Chuyển lợi ích ra ngoài bang. Quyết định của bang chỉ đạo đã trao cơ hội phát triển Tiber Coin cho các tổ chức ngoài bang, thậm chí cả nước ngoài. Điều này làm giảm tiềm năng phát triển kinh tế địa phương, đi ngược lại mục tiêu tạo việc làm và thu hút đầu tư vào Wyoming. Hệ quả và tương lai. Những bất cập trên đã làm giảm niềm tin vào quy trình quản lý công của bang và có nguy cơ dẫn đến kiện tụng từ các bên bị ảnh hưởng. Nhiều nhà lập pháp đang xem xét việc hủy bỏ hoặc dừng cấp vốn cho dự án. Dù vậy, Wyoming vẫn được xem là nơi lý tưởng cho các doanh nghiệp blockchain nhờ vào khung pháp lý thân thiện. Tuy nhiên, để giữ vững vị thế, bang cần khắc phục các vấn đề hiện tại và đảm bảo tính minh bạch trong mọi quy trình. Nếu không, các doanh nghiệp sẽ chuyển sang các bang khác như Texas, Colorado hay South Dakota, những nơi có chính sách cạnh tranh mạnh mẽ. Kết luận, dự án Tiber Coin của Wyoming là một bài học quan trọng về quản trị công và cách một quyết định có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp và cộng đồng. Bang cần nhanh chóng điều chỉnh để không chỉ giữ vững niềm tin từ các nhà đầu tư mà còn thúc đẩy tiềm năng blockchain trong dài hạn. Bài dịch tóm tắt video được thực hiện bởi cacdano.vn. Hãy nhấn like để chúng tôi biết bạn thích bản tin này. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.